Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Huy Khánh sẽ quay một cái clip review. Nói chung là review vui vẻ nha mọi người. Hôm nay mình đi quay cái MV cho người em rất là thân thiết trong làng hài của mình, đó chính là Mạc Văn Khoa. Thì người em của mình hơi ác là cho mình đi quay hơi bị xa, ở đâu Long Thành, không biết ngay cái chỗ nào mà cũng hướng Long Thành. Mà phim của Huy Khánh chỉ quay ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, cho nên là lần này mình đi hơi xa. Mà cái tính của Huy Khánh mỗi lần mình đi xa là sẽ không bao giờ đi xe. Mình sẽ kêu những cái người thân quen khi mà chạy xe dịch vụ để chở mình đi, để mình có thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ về những cái phân đoạn mình diễn. Nói chung là mình được thoải mái hơn, không có tập trung lái xe. Và ngày hôm nay như thường lệ thì mình cũng tiếp tục đứng đây để đợi cái anh tài xế tới đón mình. Chào anh Hải. Khỏe không? Ủa, khỏe không? Gặp Khánh lâu quá mới gặp. Mới đổi chiếc mới hả? Vậy, trước đó anh đã xài một chiếc MBB rồi. Anh tìm ra được chiếc này. Rất là tốt, ok. Nhưng mà tại sao đổi? Nó cái gì đổi mới nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà có trên đời có những cái mình không nên đổi mới nha anh, ví dụ như là vợ nè, gia đình nè, anh hiểu không? Đâu, đó là không được rồi đó. Lâu ngày gặp lại vẫn thấy vui như thường. Cho em cất đồ vô một cái. Trời, chiếc dữ à. Chiếc này kêu là gì anh? Suzuki Ertiga. Suzuki Ertiga hả? Ủa, trời. Trời ơi, cái cốp rộng quá này, cốp này leo vô ngủ được ngồi vừa luôn nè. Ghê hả? Chiếc này anh mua nhiêu tiền vậy? Anh ra giấy hết luôn là 565 triệu. 565 triệu. Anh Hải, hồi xưa em đi quay một cái phim đó tên là Con Gái Bị Thẩm Phán. Em cũng quay một chiếc xe của Suzuki mà thời đó, cách đây khoảng 5-10 năm, thì lúc đó Suzuki cũng được nhiều người tin dùng. Mà chiếc đó chiếc nhỏ nhỏ anh Hải. Squid, đúng rồi, đẹp lắm. Lúc đó em quay em thích lắm, em định mua mà lúc đó em không có tiền. Giờ em thấy lại Suzuki giống như là kỷ niệm xưa vậy đó. Ngầu nha. Thôi lên xe mình sẽ nói chuyện tiếp anh Hải. Quá ngầu luôn. Hải xe khác chứ hồi trước nha. Đúng rồi, hồi trước thì nó cũng là một dòng MPV. Dạ. Nhưng mà sau khi đã lựa chọn thì anh thấy chiếc này rất là ok. Dạ. Là anh được người ta tư vấn hay là anh nghiên cứu trên mạng anh mua? Anh nghiên cứu tại vì anh là dân kỹ thuật ô tô được 20 năm. Dạ. Đó, nên anh quyết định tìm hiểu cũng trước đó 1-2 năm đó. Là cũng nghiên cứu 1-2 năm. Đúng rồi, 1-2 năm rồi, tại vì dòng xe này nó đã qua bên Việt Nam mà triển lãm tại hội chợ ô tô bên quận 7 là cuối năm 2018. Thì lúc đó là anh có đi tham quan thì anh mới tìm hiểu về nó. Đó là mới phát hiện ra nó có một số tính năng rất là ok. Ok hả? Yeah, ok. Đó, nên anh mới quyết định là tạo em nó liền. Thì anh có chia sẻ cho mấy anh em cùng nghề không? Có, thì nói chung là anh đã chia sẻ một số anh em cùng nghề là xe này, đối với dòng xe này thì chạy về phương diện dịch vụ du lịch rất là ok. Nó là 7 chỗ phải không? 7 chỗ. Này bằng da hay gì đẹp chứ anh? Nó là bằng nhựa em. Gì? Bằng nhựa hả? Bằng nhựa. Trời, nãy giờ em ngồi nhìn tướng bằng da giống chiếc xe em, cái này là nó bằng da. Vậy là cái này là nhựa giả da. Nhựa giả da, đúng rồi, chính xác. Trời ơi, hàng chi vô là em nhìn thấy nó bị sang á anh. Em nghĩ sao cái giá này mà nó sang, nó thiết kế dữ thiệt. Em biết rồi, tại vì có nhiều dòng xe 7 chỗ lắm. Mà cái dòng này nè, thật sự nè, em đi dòng mà em thấy nó rất là cứng cáp nha. Cái vỏ bên ngoài nó rất là cứng, nhìn nó chắc. Là nó thoải mái, cái cốp rộng nó này đi gia đình là để bao để đồ luôn. Đúng rồi, bao để đồ luôn. Gia đình anh đã từng đi Huế 6 người. Chất cả hành lý luôn thì đi rất là thoải mái. Vậy hả? Ừ. Và đặc biệt, điểm đặc biệt của thằng này là rất là tiết kiệm. Dạ. Đợt đó anh đi là tổng km luôn về thì khi mà chia tính trừ ra thì anh đi khoảng được 5,5 lít. 5,5 lít. 100 km. Là đi tới Huế hả? Anh đi tới Huế đó. Anh đi đường trường đó. Là tổng từ đây tới Huế anh chỉ tốn 5 lít rưỡi tiền xăng thôi hả? Không, 5 lít rưỡi trên 100 cây. 5 lít rưỡi trên 100 cây. Rồi, vậy ngày hôm nay anh tốn khoảng 6 lít thôi. Đúng rồi, 6 lít thôi, tại vì nãy giờ em chưa nói với anh là hôm nay là mình đi ra cái hướng Long Thành á. Là em sẽ quay gần đó, tới địa điểm đó em sẽ mở định vị mình quẹo vô. Nhưng mà em đoán nó khoảng chừng 100
101-102 cây đổ lại à. Rồi ok quá tuyệt. Đó coi như là nếu mà tính tiền xăng là khoảng 100 mấy ngàn tiền xăng á nha. Đúng rồi. Thôi cho trả tiền xăng thôi được không? Đi gần được 2 năm mà mới lắm nha. Được nhiêu km rồi anh? 100 ngàn km rồi em. 100 ngàn là anh thay nhớt chắc cũng 1-2 lần hả? Đâu có à, quy trình mà thay nhớt của anh đối với xe dịch vụ du lịch bên anh là cứ 5.000 cây là anh thay nhớt một lần. Lộn, tại chiếc của em là tới như chiếc của em nó nhiều hơn. Đúng rồi, em sử dụng cái dòng nhớt mà gọi là 10 mấy ngàn km mới thay nhớt một lần. Dạ. Còn anh là anh dịch vụ nên anh thay rất là thường xuyên. Anh chạy nhiều hơn. Đúng rồi, cứ 5.000 cây là anh thay nhớt và 10.000 cây là anh thay lọc. Dạ. Nói chung là làm rất là bài bản theo quy trình của hãng. Đối với những người mà chạy du lịch như anh á thì để mà chọn một cái dòng xe chắc chắn là phải chọn tới tiết kiệm nhiên liệu là đầu tiên. Đúng, chính xác. Rồi. Sau đó mới tới an toàn. Đúng, tới an toàn. À, cái thứ ba là hậu mãi. Hậu mãi là của hãng xe hả? Đúng rồi, chính xác là chế độ bảo hành bảo trì, rồi phụ kiện thay thế đó, nó có hợp lý hay không. À, thì đó là những cái yếu tố quan trọng khi mà mình chọn một chiếc xe để chạy dịch vụ. Còn em mà để chọn một cái người mà chở dịch vụ, thứ nhất là bác tài có dễ thương hay không, có chịu nói chuyện mình hay không. Đúng, không? Chế. Tới cái thứ hai là chiếc xe mà của bác tài sử dụng là nó có thoải mái với mình hay không. Đúng. Đó, tại vì mình lên xe để mình tận hưởng mà, giống như em cũng có xe mà tại sao đi xa em phải nhờ người khác chở là vì em muốn thoải mái. Đúng, chính xác. Giờ em coi thử có thoải mái không. Wow. Lợi hơn thì trước mắt á là vấn đề đầu tiên đó là nhiên liệu. Dạ. À, cái thứ hai là về mẫu mã thì nó không phải là quá cũ mà nó cũng không phải là quá mới, nó rất là phù hợp với cái độ tuổi trung niên. À, rất là ok. Và cái thứ hai là tính năng của nó thì đối với dòng xe số tự động á thì nó sẽ nhiều tính năng hơn là dòng xe số sàn. À, nên khi anh mua số sàn về anh sẽ thay thế một số cái tính năng để cho về vấn đề trên xe, chẳng hạn như là về giải trí, chẳng hạn như lắp màn hình lớn hơn. Đây à, đó em thấy không đó. Rồi, lắp vô được luôn. Đúng rồi, đổi về bộ ghế, đổi một cái áo khác, tại vì xe theo dòng xe riêng của nó là ghế nỉ. À, dạ. À, ghế nỉ thì khi em sử dụng về dịch vụ thì nó sẽ rất là bất tiện, em phải vệ sinh này nọ rồi. Còn cái này thay bộ ghế da này vô rất là tiện lợi về vệ sinh, đẹp sang hơn. Đúng, chính xác. Sau khi em đi một cái tour về là em chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là nó lại mới như cũ. Thằng Su này được cái trang bị hệ thống ABS nên cái mức độ thắng của nó rất là an toàn, nó đầm đúng không? Đúng rồi, rất là đầm và nó không có bị giống như là kiểu giống như là bị xoay xe hoặc bị lật xe. Đúng rồi, đúng không? Chính xác. Cái gầm xe nó được thiết kế tốt không anh? Rất tốt, gầm xe này thiết kế là rất là ổn định và nó lại nhẹ nữa. Có nghĩa là công nghệ mới là nó thiết kế rất là nhẹ. Nên cái khi mà vận hành á thì cái yếu tố đó là nó sẽ làm tiết kiệm nhiên liệu. Có nghĩa là xác xe em không có nặng. À dạ. À nó nè. Và cái độ cao của khoảng gầm á nó thấp hơn. Để làm chi là khi mình chạy vận tốc cao á, cái gió khí động hợp nó không có lòn ở dưới để mà nó tạo cho xe bị cái cảm giác mà bồng bềnh. À, mấy này anh nói em mới hiểu chứ nhiều khi thiết kế cao lên xíu thấp xíu mình cũng đâu có biết. Đúng, đâu. Chính xác. Nó vì là gió rồi đủ thứ. Đúng rồi, chính xác. Tại sao mà ma sát rồi cái ma sát xe khi mà được. Người ta thiết kế thì người ta đã tính tới cái chuyện đó hết rồi. Dạ. À, nên anh thấy là dòng xe này chạy rất là ổn định. Em muốn biết là đi xa nó có êm không anh? Nó có đi xa đối với dòng xe này thì nếu như mà mình đi đường trường không thì rất là êm. Dạ. Nhưng mà nó có một phần là có hơi một tí tiếng ồn thôi. Đối với anh á thì một cái số tiền như vậy bỏ ra một cái dòng xe như vậy mà đáp ứng đủ phù hợp với gia đình mình, với dịch vụ thì thật sự ra nó không còn gì để nói nữa chứ. Số sàn là mỗi lần anh qua mặt xe khác là anh vượt là nó. Đúng rồi, đúng không? Là anh sẽ chủ động là về số thì nó sẽ nhanh hơn. Anh biểu diễn em coi cái nha. Rồi ok. Mấy triệu à, mình mua được chiếc xe 7 chỗ an toàn. Cái cua mà lên đồi đèo dốc á anh Hải, thì nó có đủ tốc độ để nó vượt qua những xe khác hoặc nó lên đèo không?
đủ, vẫn đủ như bình thường em. Nó không hề yếu, giống như người ta nói là xe chấm 5 rất là yếu. Nhưng mà thực tế là khi anh đã sử dụng 2 năm nay rồi thì nó không hề yếu. Dạ. Mức tiêu thụ nhiên liệu á rất là thấp, cái độ chao đảo của nó không có. À, dạ. Là khi em đi cua thì cũng do kỹ năng của người lái thôi, đi cua êm hay sao đó, nhưng mà xe này thật sự rất là đầm. Hồi nãy anh nói độ chao đảo là em nhớ hồi xưa em có chạy chiếc xe kia, xe cũ của em á, khi mà vô cua với tốc độ hơi cao á là xe nó bị sàn. Sàn, đúng rồi. Giống như là cái bộ lăng mình đang ở đây mà bốn cái bánh xe nó qua bên kia hết luôn, rồi, nó đó. Không có theo, nó không có theo cái xe. Và nó cảm giác nó mình khi mình gỉ nó lại nó bị, nó cảm giác bị sàn lắc, là nó không có, nó có chắc đó. Đúng rồi. Đồng, cái đó mà đi xa nguy hiểm, đèo dốc hoặc là đúng cái rồi. Khúc cua là khúc cua rất là nguy hiểm. Rồi đối với dòng xe mà số sàn như của anh á thì nó không có hệ thống cân bằng điện tử. À dạ. À, có hệ thống cân bằng điện tử là dành cho những người mà đi vô cua á, là nó sẽ cân bằng lại, không có bị sàn giống như em nói vậy đó. Dạ. Còn riêng dòng số tự động là có lắp sẵn hệ thống cân bằng điện tử luôn, nên là người lái xe mà khi chạy dòng số tự động rất là thoải mái. Dòng xe này là máy lạnh là rất là lạnh, thật sự nó rất là lạnh. Máy lạnh nè, nguyên dàn sau nè, dàn trước nè. Mua chiếc này là cảm thấy không sai lầm, là em thấy là anh cũng nên chia sẻ những cái gì mà anh nhìn thấy được cho mấy anh kia thấy. Nhiều khi anh chưa có trải nghiệm, anh chỉ là nhìn chiếc xe anh và anh ý kiến thôi. Đúng, đúng không? Nhiều khi những cái ý kiến nó lại gây cho những cái bác tài khác hoặc là những cái người muốn mua chiếc xe này họ ngại. Ngoài tốn tiền bảo trì bảo dưỡng ra thì anh có bị tốn khoản tiền nào nữa cho chiếc xe này không anh? Không em, về chi phí mà vận hành á thì rất là ít, trung bình một tháng anh tốn khoảng chừng mấy trăm ngàn chi phí vận hành. Đúng rồi. Chi phí vận hành mấy trăm ngàn thôi. Đó, về vấn đề là thay nhớ, thay lọc hay là tất cả các cái gì đó, còn ngoài ra thì chi phí lớn hơn thì không có. Nếu mà tính ra 2 năm nay thì chi phí anh về do vấn đề vận hành thì rất là ít, tầm khoảng mấy triệu. Rất là lợi, rất là kinh tế. Nói chung đối với những người mà đi gia đình á thì cũng có lợi, mà đi với những người mà chạy du lịch nha anh càng có lợi. Đúng, chính xác. Nói chung là sắm chiếc xe này là lợi nhiều hơn hại. Đúng. Trời ơi, nó hẹn đâu tới đó, đâu có chối cãi được anh. Tới đây rồi nó cho xe vô đón nữa chứ đâu, xe đâu chạy vô được. Rồi, thôi. Cảm ơn anh Hải nhiều nha. Thật sự là ngày hôm nay là em cảm ơn anh hai cái. Thứ nhất là chở em, cái thứ hai nữa là nhờ anh mà em có thêm cái vlog. Trời, cảm ơn. Nhưng mà hồi nãy anh nói là thật sự là anh không sai lầm khi anh chọn chiếc xe này, đúng không? Chính xác, anh không sai lầm khi chọn dòng xe này. Em cũng không sai lầm khi chọn anh là tài xế đưa em đi, tại vì em biết được nhiều thứ quá. Cảm ơn anh Hải nha. Hai nha anh. Ok. Dạ. Có gì em gọi sau nha. Ok.